Quân đội Myanmar bắt 18 nhân viên y tế vì điều trị cho nhóm bị dán nhãn khủng bố. RFA, Triều Tiên xử phạt nặng người xem phim trò chơi con mực. Báo cáo, số cựu quan chức tình báo Mỹ làm việc cho chính phủ nước ngoài gia tăng. Thành phố New York tìm cách trao quyền bầu cử cho gần 1 triệu người không phải công dân. Đức lo ngại nguy cơ phá sản trước làn sóng dịch COVID-19 thứ tư. Nghị sĩ Canada kêu gọi chính phủ cấm Huawei tham gia mạng 5G. Trong một tuần, 7 tỉnh Trung Quốc xảy ra 16 trận động đất. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi mục tin thế giới tối ngày 24 tháng 11 của DKN TV. Quân đội Myanmar bắt 18 nhân viên y tế vì điều trị cho nhóm bị dán nhãn khủng bố. Truyền thông nhà nước Myanmar hôm thứ Tư cho biết quân đội nước này đã bắt giữ 18 nhân viên y tế vì điều trị cho các bệnh nhân mà chính quyền gọi là thành viên của các tổ chức khủng bố. Các binh sĩ đã thực hiện vụ bắt giữ trong một cuộc đột kích vào một nhà thờ ở Loika, phía đông bang Kaya, hôm thứ Hai. Giới chức phát hiện ra 48 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 7 người nhiễm COVID. Tờ báo Global New Link of Myanmar, cơ quan ngôn luận của chính phủ Myanmar tuyên bố, việc điều trị y tế không chính thức đã được cung cấp cho những người bị thương và bệnh nhân từ các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, trang báo không nêu tên các tổ chức mà nó gọi là khủng bố. Chính quyền nói 18 nhân viên y tế bị bắt sẽ bị xử lý theo pháp luật. Hệ thống y tế Myanmar gần như sụp đổ kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử. Trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, nhiều nhân viên y tế đã tham gia phong trào bất tuân dân sự và từ chối làm việc trong các bệnh viện do quân đội điều hành để phản đối quy định của chính quyền quân đội. Theo các nhóm nhân quyền, nhiều cơ sở y tế và nhân viên y tế đã bị lực lượng an ninh nhắm đến. Nhiều bác sĩ y tế, điều dưỡng đã bị bắt sau khi bị buộc tội, kích động do họ từ chối làm việc. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị AAPP, gần 1.300 dân thường đã thiệt mạng và hơn 10.000 người bị bắt kể từ cuộc đảo chính. RFA, Triều Tiên xử phạt nặng người xem phim trò chơi con mực. Các nguồn tin Triều Tiên nói với Đài Á Châu Tự Do, chính quyền nước này đã kết án tử hình một người đàn ông vì phạm tội buôn lậu và bán các bản sao chép của series phim nổi tiếng trò chơi con mực của Hàn Quốc. Vụ việc xảy ra sau khi nhà chức trách bắt quả tang 7 học sinh trung học đã xem lậu bộ phim này. Kẻ buôn lậu được cho là đã mang một bản sao của bộ phim trò chơi con mực từ Trung Quốc vào Triều Tiên, sau đó bán ổ đĩa USB có chứa bộ phim này. Các nguồn tin cho biết bản án của anh ta sẽ được thực hiện bằng cách xử bắn. Nguồn tin Triều Tiên cho hay, người học sinh mua ổ đĩa phim đã bị kết án tù chung thân. 6 người khác cũng xem phim bị kết án 5 năm lao động khổ sai. Một giáo viên và hiệu trưởng nhà trường bị sa thải. Một nguồn tin thực thi pháp luật ở tỉnh Bắc Hàm Giung nói với Đài Á Châu Tự Do hôm thứ Hai. Mọi chuyện bắt đầu vào tuần trước khi một học sinh trung học bí mật mua một ổ USB flash chứa bộ phim truyền hình Hàn Quốc trò chơi con mực. Cậu ấy xem phim cùng một trong những người bạn thân nhất của mình trong lớp. Nguồn tin tiếp tục, người bạn này sau đó nói cho một số học sinh khác. Các em trở nên quan tâm và đã chia sẻ ổ đĩa flash với những người khác. Các em đã bị người kiểm duyệt bắt ở đơn vị kiểm duyệt 109 Samu vì họ đã nhận được thông tin mật. Theo nguồn tin, vụ bắt giữ 7 học sinh đánh dấu lần đầu tiên chính phủ áp dụng luật mới về xóa bỏ tư tưởng và văn hóa phản động trong vụ án liên quan đến trẻ vị thành niên. Luật này được ban hành vào năm ngoái và sẽ áp dụng hình phạt tối đa là tử hình đối với hành vi xem, lưu giữ hoặc phát tán các phương tiện truyền thông từ các nước tư bản, đặc biệt là từ Hàn Quốc và Mỹ. Nguồn tin cho biết, các cư dân chìm trong lo lắng vì 7 học sinh sẽ bị thẩm vấn không thương tiếc cho đến khi nhà chức trách có thể tìm ra bộ phim đã được nhập lậu vào Triều Tiên như thế nào, trong khi biên giới bị đóng cửa do đại dịch COVID. Các hình phạt không dừng lại với người buôn lậu và các học sinh đã xem phim. Những người khác không liên quan đến vụ việc cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Nguồn tin cho biết, chính quyền đang xem xét sự việc này rất nghiêm túc. Họ nói rằng việc học hành của học sinh đã bị bỏ bê. Ủy ban Trung ương đã cách chức hiệu trưởng, bí thư thanh niên và giáo viên chủ nhiệm của các học sinh. Họ cũng bị khai trừ khỏi đảng. Chắc chắn họ sẽ bị đưa đến làm việc khổ nhọc trong các mỏ than hoặc bị đẩy đến các vùng nông thôn của đất nước. Vì vậy, các giáo viên trường khác đều lo lắng điều tương tự có thể xảy ra với họ
nếu một trong những học sinh của họ bị cuốn vào cuộc điều tra. Một người dân tỉnh này nói với Đài Á Châu Tự Do, sau khi các học sinh bị bắt vì xem phim lậu, các nhà chức trách bắt đầu lùng sục thị trường thiết bị lưu trữ bộ nhớ, đĩa CD và video có chứa thông tin truyền thông của nước ngoài. Một nguồn tin giấu tên cho hay, các cư dân đều run sợ vì họ sẽ bị trừng phạt không thương tiếc nếu mua hoặc bán thiết bị lưu trữ bộ nhớ, dù nhỏ đến đâu. Một báo cáo của Washington Post vào tháng 8 năm 2019 tiết lộ rằng, chính quyền Triều Tiên coi một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc là mối nguy hiểm vì khuyến khích người dân chạy trốn khỏi đất nước. Bài báo cũng trích dẫn một cuộc khảo sát với 200 người Triều Tiên đào tẩu đang sống ở Hàn Quốc, trong đó có 90% người nói rằng họ xem phương tiện truyền thông nước ngoài khi sống ở Triều Tiên. 75% người nói rằng họ từng biết ai đó bị trừng phạt vì xem các thông tin nước ngoài. Cuộc khảo sát của nhóm truyền thông thống nhất Hàn Quốc cho biết hơn 70% người được khảo sát tin rằng việc tiếp cận các phương tiện truyền thông nước ngoài trở nên nguy hiểm hơn kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011. Theo báo cáo thu nhập quý 3 của Netflix, Trò Chơi Con Mực là bộ phim được xem nhiều nhất từ trước đến nay của công ty, đứng đầu tại 94 quốc gia và được 142 triệu hộ gia đình trên toàn thế giới xem chỉ sau một tháng ra mắt. Tuy nhiên, bộ phim bị chỉ trích là chứa nhiều cảnh bạo lực và không phù hợp với trẻ em. Báo cáo, số cựu quan chức tình báo Mỹ làm việc cho chính phủ nước ngoài gia tăng. Một báo cáo gần đây của AP đã cho thấy sự gia tăng về số lượng các cựu quan chức tình báo Hoa Kỳ làm việc cho các chính phủ nước ngoài. Báo cáo mở rộng cho rằng, các nước vùng vịnh đang tuyển dụng các cựu sĩ quan tình báo Hoa Kỳ để ký hợp đồng làm việc. Kevin Tucker, một cựu nhân viên CIA, đã bị buộc tội do thám các quan chức bóng đá và các nước đối thủ thay mặt Qatar. Ông Kevin được cho là đã chấp nhận hợp đồng theo dõi từ quốc gia nước ngoài này. Ông Kevin không phải là cựu đặc vụ duy nhất đảm nhận công việc cho chính phủ nước ngoài. Báo cáo tiết lộ rằng, ba cựu nhân viên tình báo và quân đội Mỹ đã thừa nhận cung cấp dịch vụ lấy trộm dữ liệu cho một công ty có tên là Dark Matter. Dark Matter có trụ sở tại khu vực các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Công ty này đã bị điều tra vào năm 2019 và bị buộc tội lấy trộm dữ liệu điện thoại và máy tính. Nhà nghiên cứu cấp cao John Scott Rupton của Citizen Labs cho biết, đây là một vấn đề đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Đó là một điều thực sự nguy hiểm khi những người xử lý bí mật nhạy cảm nhất của đất nước chúng ta nghĩ rằng, trời ạ, tôi thực sự có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi sử dụng kiến thức kỹ thuật mà tôi được đào tạo để phục vụ cho bất kỳ người nào trả tiền cho tôi. Trong khi Kevin bác bỏ cáo buộc của báo cáo, đại diện của cả Qatar và FIFA đều chưa trả lời yêu cầu bình luận. Cuộc điều tra của AP dựa trên các cuộc phỏng vấn với các cộng sự cũ của ông Kevin, cũng như các hợp đồng, hóa đơn, email và xem xét các tài liệu kinh doanh. Qatar là một quốc gia với dân số 2,8 triệu người, trong đó chỉ có 300.000 công dân bản địa, với hy vọng giành được quyền đăng cai FIFA World Cup 2022. Quốc gia Trung Đông này phụ thuộc rất nhiều vào lao động nước ngoài để xây dựng các sân vận động và các cơ sở hạ tầng khác cần thiết cho giải đấu. Ông Kevin đã mở văn phòng ở Doha, thủ đô của Qatar và có tài khoản email của chính phủ Qatar. Các cộng sự cũ cho biết, ngoài hoạt động tình báo, các công ty của ông Kevin đã cung cấp nhiều loại dịch vụ cho Qatar. Theo các cộng sự cũ, ông Kevin đã làm việc tại CIA với tư cách là nhân viên vận hành trong khoảng 5 năm. Nền tảng của ông trong CIA rất hấp dẫn đối với các quan chức Qatar. Thành phố New York tìm cách trao quyền bầu cử cho gần 1 triệu người không phải công dân. Các nhà lập pháp của thành phố New York đang muốn biến thành phố này trở thành đô thị lớn nhất của Hoa Kỳ, nơi cho phép những người không phải là công dân được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương. Theo New York Times, 34 thành viên Đảng Dân Chủ trong Ủy ban của Hội đồng thành phố New York đã phối hợp để tìm cách cấp quyền bỏ phiếu cho hơn 800.000 người không phải là công dân Mỹ nhưng có thẻ xanh, thị thực và giấy phép lao động. Dự luật mới có tên là Thành phố của chúng ta, lá phiếu của chúng ta, sẽ cho phép những người này bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương nếu họ đã ở thành phố New York liên tục ít nhất 30 ngày. Nghị viên Đảng Dân Chủ Dennis Rodriguez, người đại diện cho khu phố Washington Harris, nói với tờ New York Times rằng, điều quan trọng đối với Đảng Dân Chủ là nhìn vào thành phố New York và thấy rằng khi quyền bỏ phiếu đang bị tấn công, chúng tôi đang mở rộng sự tham gia của cử tri. Nếu dự luật được thông qua, khoảng 130.000 công dân của Cộng hòa Dominica và khoảng 120.000 công dân Trung Quốc sẽ nằm trong số gần 1 triệu người, không phải là công dân Mỹ, nhưng được đảm bảo có quyền bầu cử tại thành phố này. Newsmax đưa tin, tiểu bang Alabama, Colorado và Florida đã thông qua đạo luật vào năm ngoái, quy định rằng chỉ có công dân Hoa Kỳ mới có quyền bỏ phiếu. Tiểu bang Arizona và Bắc Dakota cũng không cho phép những người không phải công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương. Joshua Douglas,
Một giáo sư đại học luật nói rằng, ở những nơi được gọi là bang xanh, chúng ta đang tiến tới mở rộng quyền bầu cử, bao gồm cả việc mở rộng hoạt động bỏ phiếu của những người không phải công dân. Ông tiếp tục, ở những nơi được gọi là bang đỏ, họ đang tiến tới những quy định chặt chẽ hơn về quyền bỏ phiếu, cũng bao gồm những người không phải là công dân. Toàn bộ thế giới về quyền bầu cử đã trở nên phân cực hơn, thậm chí nhiều hơn mức bình thường. Dự luật của thành phố New York dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 9 tháng 12 tới bởi Hội đồng thành phố. Thị trưởng mới đắc cử của thành phố, ông Eric Adams, cho biết mình ủng hộ dự luật này. Tuy nhiên, không phải tất cả những nhà cấp tiến của thành phố đều ủng hộ dự luật. Thị trưởng sắp mãn nhiệm Bill de Blasio cho biết, ông có cảm xúc lẫn lộn về dự luật. Ông Blasio nói thêm rằng, việc cho phép những người không phải công dân bỏ phiếu có thể làm giảm mong muốn trở thành công dân Mỹ hoàn toàn. Những người ủng hộ dự luật nhấn mạnh dự luật này là hợp pháp. Họ nói thêm rằng, điều quan trọng là phải mở rộng quyền bỏ phiếu của thành phố cho những người cư trú hợp pháp trong nước và đóng thuế nhưng không có quốc tịch Mỹ. Đức lo ngại nguy cơ phá sản trước làn sóng dịch COVID-19 thứ tư. Các doanh nghiệp Đức vốn đang phải vật lộn để phục hồi sau đợt phong tỏa kéo dài hồi năm ngoái, lại đang trở nên khó khăn hơn khi số ca mắc COVID gia tăng mạnh trở lại. Nhiều bang đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế, thậm chí phong tỏa cục bộ để hạn chế tốc độ lây nhiễm. Nhiều nhà bán lẻ đang phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất. Đầu tháng 11 này, Hiệp hội Bán lẻ Đức tin rằng doanh số bán lẻ tại nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu này sẽ tăng 2% trong tháng 11 và 12 so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời dự đoán doanh thu có thể đạt 112 tỷ euro trong 2 tháng cuối năm. Dựa vào kết quả một cuộc thăm dò gần đây, Hiệp hội trên cũng cho biết trung bình người Đức sẽ chi 273 euro trong năm nay cho việc mua quà Giáng sinh, tăng nhẹ so với năm ngoái. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, những dự báo trên không còn giá trị khi số ca mắc COVID-19 gia tăng đáng kể trong cả nước, dẫn đến việc áp đặt những biện pháp hạn chế mới gây khó khăn cho các nhà bán lẻ ở một số bang. Tại bang Bayern, lệnh phong tỏa khiến hầu hết các cửa hàng bán lẻ phải tạm thời đóng cửa. Bang Sachsen cũng áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn. Theo đó, chỉ cho phép những người đã được tiêm phòng đầy đủ hoặc đã phục hồi sau khi mắc COVID đi mua sắm. Bang Brandenburg cũng thông báo có thể sẽ áp đặt các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt và sẽ cấm tất cả những người không tiêm chủng vào các cửa hàng không thiết yếu. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn tuyên bố không loại trừ khả năng sẽ áp đặt phong tỏa toàn quốc. Một số chủ cửa hàng tại trung tâm mua sắm ở Strasbourg gần Berlin cho biết công việc kinh doanh vốn đã trở nên chậm hơn nhiều kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, nay càng khó khăn hơn. Phát biểu với hãng truyền thông Deutsche Welle, chủ một quầy hàng quần áo bày tỏ, thời điểm áp đặt lệnh phong tỏa đầu tiên năm 2020, chúng tôi đã bị thiệt hại nặng nề. Chúng tôi thực sự không thể hồi phục hoàn toàn khi lệnh phong tỏa kết thúc, vì rất nhiều người nhận ra mua sắm trực tuyến tiện lợi hơn và không muốn quay lại các cửa hàng truyền thống. Một chủ cửa hàng khác chia sẻ, bà rất lo lắng trước sự gia tăng chóng mặt số ca mắc COVID cũng như những hạn chế mà khách hàng sẽ phải đối mặt. Nhiều nhà bán lẻ thậm chí lo ngại sẽ không tồn tại được và buộc phải nộp đơn xin phá sản. Nghị sĩ Canada kêu gọi chính phủ cấm Huawei tham gia mạng 5G. Tờ Epoch Times đưa tin, các nghị sĩ bảo thủ Canada đã ra tuyên bố chung, kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau và chính phủ của ông cấm Huawei khỏi hệ thống cơ sở hạ tầng điện thoại và Internet 5G của nước này do lo ngại về an ninh quốc gia. Trong tuyên bố ngày 23 tháng 11, Edfas, nhà phê bình về đổi mới, khoa học và công nghiệp, Rakesh Dancho, nhà phê bình về an toàn công cộng và Palmer Pauhuk, nhà phê bình về dịch vụ công và mua sắm, đã kêu gọi chính phủ Canada công bố ngày đưa ra quyết định cuối cùng về Huawei. Tuyên bố viết, tất cả những đồng minh ngũ nhãn của Canada đã cấm hoặc hạn chế khắt khe việc sử dụng Huawei trong cơ sở hạ tầng 5G của họ do lo ngại rằng công nghệ có thể được sử dụng cho mục đích gián điệp và làm suy yếu lợi ích kinh tế và an ninh rộng lớn hơn của chúng ta. Tuyên bố tiếp tục, sự thiếu hành động của Đảng Tự do của ông Trudeau đối với quyết định này là sự đáng xấu hổ toàn cầu, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với vị thế quốc tế và các mối quan hệ quan trọng của chúng ta với các đồng minh. Vào ngày 9 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Philippe Champagne cho biết, Canada chỉ muốn giao dịch với các đối tác đáng tin cậy về vấn đề liên doanh trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Điều này gửi tín hiệu đến việc người Canada từ chối sử dụng mạng 5G của Huawei. Ông Philippe cho biết, ông hy vọng chính phủ liên bang sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có cấm Huawei hay không trong khoảng thời gian vài tuần, sau khi phiên họp quốc hội mới bắt đầu vào ngày 22 tháng 11.
Chính phủ tự do của ông Trudeau trước đó đã trì hoãn quyết định cấm Huawei khỏi mạng 5G của nước mình do lo ngại về sự an toàn của hai công dân Canada bị giam giữ ở Trung Quốc. Hai công dân này đã được trả tự do vào tháng 9 sau hơn 1.000 ngày bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giam giữ. Vụ việc được nhiều người coi là đòn trả đũa của Bắc Kinh đối với việc Canada bắt giữ nữ giám đốc Huawei Mạnh Vãn Châu theo yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ. Sau khi bà Mạnh được thả, hai công dân Canada cũng được phóng thích về nước. Các nhà phê bình lo ngại việc Huawei tham gia vào mạng 5G của Canada có thể cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc truy cập vào một loạt thông tin kỹ thuật số, bao gồm thói quen và nơi ở của người Canada. Những lo ngại này xuất phát từ thực tế là luật tình báo quốc gia của Trung Quốc yêu cầu các tổ chức và công dân Trung Quốc phải hỗ trợ, trợ giúp và hợp tác với hoạt động tình báo nhà nước. Do đó, các cơ quan an ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể buộc các công ty tư nhân cung cấp thông tin cá nhân về người dùng của họ. Vào tháng 10, Nanos Research đã công bố một cuộc thăm dò cho thấy 76% người Canada phản đối sự tham gia của Huawei vào mạng 5G của đất nước, tăng mạnh so với mức 53% của năm 2019. Trong một tuần, 7 tỉnh Trung Quốc đã xảy ra 16 trận động đất. Những ngày gần đây, Trung Quốc đại lục thường xuyên xuất hiện động đất. Chỉ trong một tuần, đã có 16 trận với cường độ từ 2,8 đến 5 độ Richter xảy ra ở 7 tỉnh là Giang Tô, Tứ Xuyên, Thanh Hải, Ninh Hạ, Hà Bắc, Hà Nam và Tân Cương. Hai trận gần đây nhất là ở Tứ Xuyên và Hà Nam vào rạng sáng ngày 23 tháng 11, đều là 3 độ Richter. Theo ghi nhận của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, CENC, từ ngày 17 tháng 11 đến rạng sáng 23 tháng 11, Trung Quốc xảy ra 16 trận động đất. Trong số đó, nhiều nhất là Tứ Xuyên có 6 trận, chủ yếu ở các huyện thuộc thành phố Nghi Tân và Tân Cương có 4 trận, hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trong 16 trận động đất này, cao nhất là động đất 5 độ Richter xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 11, trên vùng biển huyện Đại Phong, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, tiêu cự sâu khoảng 17 km. Trước việc Trung Quốc gần đây liên tục xảy ra động đất, đặc biệt là ở Tứ Xuyên, người dân không khỏi nghĩ tới những thảm họa động đất trước kia. Theo Vision Times, hai trận động đất lớn gây chấn động cả trong và ngoài nước mà người Trung Quốc không bao giờ quên là động đất Đường Sơn năm 1976 và động đất Tứ Xuyên năm 2008. Người Trung Quốc hay gọi là động đất Mân Xuyên vì tâm chấn nằm ở huyện này. Động đất Đường Sơn 1976. Rạng sáng ngày 28 tháng 7 năm 1976, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Chỉ trong 10 giây, thành phố công nghiệp với dân số 1,5 triệu người này đã biến thành địa ngục trần gian. Hơn 80% người dân đang ngủ say không kịp phản ứng đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Số liệu chính thức của chính quyền Trung Quốc cho thấy trận động đất ở Đường Sơn đã khiến 240.000 người chết, hơn 160.000 người bị thương nặng và 7.200 gia đình, cả nhà tử vong. Nhưng số người thiệt mạng được truyền tải trong nhân dân là ít nhất 600.000 người. Theo ông Trương Dục Minh, cựu bác sĩ tại Đại học Y Hà Nam, trận động đất ở Đường Sơn thực sự mạnh 9,0 độ Richter và số người chết lên tới 750.000 người. Cuốn sách cấm có tên Đường Sơn Cảnh Thế Lục do tạp chí Reported cho thấy trận động đất ở Đường Sơn đã được dự đoán chính xác trước khi xảy ra động đất và ít nhất một chục điểm giám sát đã gửi dự đoán động đất ngắn hạn đến các cơ quan cấp trên trong chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, các thông tin này đã bị xem nhẹ và không được xử lý. Đằng sau trận động đất ở Đường Sơn là trường nhân họa do sự tắc trách của các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Động đất Tứ Xuyên 2008. Trận động đất ở Tứ Xuyên xảy ra vào ngày 12 tháng 5 2008, mạnh 8,2 độ Richter và là trận động đất thảm khốc nhất sau trận ở Đường Sơn. Với số người thương vong nặng nề, điều khiến người dân Trung Quốc phẫn nộ là một lượng lớn học sinh đã thiệt mạng trong thảm họa này khi các công trình bã đậu sập đổ. Cuối cùng, Đảng Cộng sản Trung Quốc báo cáo có gần 6.400 học sinh đã chết, gần 1.300 người mất tích và hơn 1.100 người bị chôn vùi trong các ngôi trường bị sập, tổng cộng 8.757 người. Vào tháng 4, 2009, tại một cuộc biểu tình của người Hoa ở San Francisco, Hoa Kỳ, một thành viên của hội đồng Minh Ba Thục đã công bố phát hiện của họ. Theo ước tính sơ bộ của chúng tôi, số người chết trong trận động đất ở Tứ Xuyên là khoảng 300.000 người và số học sinh tử vong là trên 30.000 người, hơn nữa trong đó rất nhiều trẻ mẫu giáo. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không truy cứu nguyên nhân tại sao có nhiều công trình trường học bã đậu vụ như vậy, nhưng lại ngăn cản người dân bảo vệ quyền lợi của mình. Sau trận động đất ở Tứ Xuyên, một công dân Trung Quốc tên là Trương Hiểu Huy đã kiện Cục Quản lý Động đất Trung Quốc CEA vì công bố thông tin sai lệch và che giấu dự đoán động đất, nhưng đơn kiện đã bị bác bỏ. Ông Hoàng Kỳ là người sáng lập 64 Thiên Hoàng, trang web nhân quyền về sự kiện thảm sát Thiên An Môn. 28 ngày sau trận động đất ở Mân Xuyên, ông Hoàng đã tổ chức 13 nhóm đến vùng thiên tai để quyên góp hàng cứu trợ.
Qua đó hàng chục vụ học sinh tử vong do các công trình bã đậu phụ đã bị phanh phui. Hành động này của ông bị chính quyền coi là làm rò rỉ bí mật nhà nước nên đã kết án ông 3 năm. Phó giáo sư Quách Tuyền của Đại học Sư phạm Nam Kinh đã viết một bài báo chỉ trích công trình bã đậu phụ của các trường học nằm trong vùng thảm họa. Một nhà văn tứ xuyên tên là Đàm Tác Nhân cũng đã dốc sức điều tra về các công trình trường học bị rút lõi. Họ cũng thu thập danh sách các em học sinh thiệt mạng. Cuối cùng, hai người này bị buộc tội lật đổ chính quyền nhà nước. Ông Quách bị kết án 10 năm tù, còn ông Đàm bị kết án 5 năm tù và bị tước quyền lợi chính trị trong 3 năm. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.